Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái video mà gợi ý cho các bạn những cái ý tưởng rất là hay về việc tái chế hay là làm đồ handmade từ những cái chai lọ thủy tinh cũ mà chúng ta có thể tận dụng ở trong gia đình của chúng ta, biến những cái chai lọ thủy tinh thành những cái vật dụng rất là bắt mắt hay là có thể trang trí hoặc là sử dụng được thành những cái đồ hữu ích. Chưa hết thì các bạn có thể biến những cái chai thủy tinh cũ thành những cái lọ hoa nhìn rất là bắt mắt mà nó còn góp phần trang trí thêm cho ngôi nhà của bạn nữa. Các bạn có thể sơn lên cái lọ thủy tinh màu sắc yêu thích của mình, vẽ lên đó hay là trang trí bất kỳ những gì bạn thích lên cái bình hoa đó. Các bạn có thể rủ một vài người bạn cùng làm, hoặc là rủ con của mình thực hiện những cái ý tưởng này cùng mình. Một cái ý tưởng không ngờ tới đó là sử dụng chai thủy tinh để làm những cái đèn vô cùng đẹp mắt luôn. Các bạn chỉ cần khoan một lỗ dưới đáy chai rồi luồn dây điện vào trong, sau đó lắp đèn vào. Đấy, các bạn có thể trang trí cái đèn này ở trong phòng ngủ hoặc là phòng khách. Các bạn có thể tham khảo một cái chai thủy tinh được sử dụng để làm chai đựng dầu rửa bát như hình của mình. Nói chung là với những cái chai thủy tinh thì các bạn có thể thỏa sức sáng tạo nghệ thuật. Các bạn có thể vẽ lên hay là dán lên vô vàn những cái hình hài mà nó rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là ngộ nghĩnh. Các bạn cũng có thể khắc lên vỏ chai để làm thành những cái chai đựng gia vị trong bếp chẳng hạn. Vừa sạch mà vừa tiện lợi đúng không nào? Ngoài cái việc mà dùng chai thủy tinh để làm đèn trang trí ở phòng ngủ hay là phòng khách thì chúng ta có thể tận dụng để làm đèn nháy chẳng hạn. Chúng ta sẽ sáng tạo ra và để cái đèn nháy của chúng ta được ảo diệu với nhiều màu sắc. Các bạn cũng có thể tận dụng những cái chai, cái lọ thủy tinh để trồng cây trong đó. Trồng cây thì có rất là nhiều dạng cây luôn. Mình thấy nhiều người thì trồng cái củ hành tây ở trong đó này, khi mà nó mọc ra rất là đẹp. Các bạn cũng có thể trồng những cái loại cây leo, hay là một số loại cây khác. Các bạn có thể cho thả những cái viên đá vào đó để trang trí, hoặc là tận dụng để nuôi cá chẳng hạn. Các bạn có thể tham khảo một số cái hình ảnh mà mình đang chiếu thì chai thủy tinh còn có thể được sử dụng để làm chuông gió này, hay là làm những cái cốc nến, hay là sử dụng trang trí thành những cái bình thủy tinh mực rất là đẹp. Hoặc các bạn có thể làm đèn dầu từ cái chai thủy tinh, và cái việc mà sử dụng chai thủy tinh để làm bình hoa hay là làm chậu cảnh hay là để trang trí trong đám cưới thì nó đã rất là phổ biến hiện nay rồi. Tận dụng cái chai thủy tinh thì người ta có thể sáng tạo được ra rất là nhiều đồ vật mà rất là đẹp. Hy vọng là với những chia sẻ của mình vừa rồi thì các bạn có thể nghĩ ra những cái ý tưởng mới hơn để tái chế những cái chai thủy tinh cũ, tận dụng những cái chai thủy tinh cũ để trang trí cho không gian trong gia đình của bạn. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.